Có ai ở Sài Gòn mà không biết chợ Campuchia giống như tôi không? Bữa nay là lần đầu tiên tôi được cô tôi dẫn đi mở mang tầm mắt này. Bước vô một cái mấy anh em tôi trời ơi hoa mắt chóng mặt với cái hải sản đồ ăn vặt ở đây, ta nói trời ơi nguyên một trời luôn. Di chỉ gì di cái gì cũng có, đồ ăn thức uống tùm lum hết. Đầu tiên là thấy cái món trứng nướng chén này ngộ ngộ quá lên dứt trước 18k một dĩa nha mọi người, mãi vô. Dứt xong thấy vịt lộn nướng cũng ngon quá không đành lòng kìm nổi lên dứt thêm chén nữa 12k. Thấy đối diện có chị bán khoai lang chiên bong bóng cũng ngon dứt thêm một phần nữa, cái này 20k nha. Xong cái ghé thêm vô quán xôi chè nướng này cũng ngon quá trời dứt thêm một phần nữa. Nó có mấy cái topping này là lạ nhưng mà không biết nó tên là gì, nhưng nói chung là ngon nhức nát. Nó xôi chán chè xong rồi mấy cô cháu tôi mua thêm mấy cái đồ này về nè. Về tới nơi thì thấy công chúa của tôi đang đợi ở nhà cho ba hôn cái coi nào. Rồi nữa thì mấy bạn nghĩ là mấy bạn sẽ đi đâu? Chứ tôi chỉ có muốn một mình nữa, chả muốn đi đâu, chả muốn làm cái gì hết trơn. Mấy anh em trong nhà thấy tôi tội nghiệp quá thế là kéo tôi đi xuống Châu Đốc chơi nè. Cái chỗ mà tụi tôi ở là Victoria núi Sam, cái phòng chỗ tôi ở ngắm hoàng hôn hay bình minh gì cũng đẹp hết trơn. Resort này ở đây thì đạt tiêu chuẩn 4 sao nha, và giá nó dao động trung bình từ khoảng 1,5 triệu tới 2 triệu. Đi từ Sài Gòn xuống đây thì khoảng tầm 200 cây số. View ở cái resort này kể cả ban ngày ban đêm gì cũng đẹp, tôi nói hết chỗ chê luôn. Mình đi ra bên ngoài cái này có thể ngắm được toàn bộ cái thành phố ở dưới luôn nè, thấy không? Cái giá booking phòng ở đây đã bao gồm cả ăn sáng luôn nha mọi người. Các cái món ăn sáng ở đây thì hầu hết đều ngon nha, đều rất rất ngon luôn. Cháo trắng nè, bánh canh với lại phở Việt Nam. Nhân viên phục vụ thì cực kỳ chu đáo. Ăn chưa? Chứ tôi đây là lần đầu tiên á, mặc dù là đi Châu Đốc không biết bao nhiêu lần rồi. Người ta nói là đất lành thì chim đậu, mà ở đây ta nói chim quá trời chim luôn. Đi không cẩn thận sợ nó ị bậy lên đầu mình á. Mà tôi khoái quan cảnh là lúc đi vô thiệt, có mấy cây cầu làm bằng tre đẹp quá trời đẹp, xong rồi thêm vườn hoa nữa. Ở trong nhà mấy anh em gọi tôi là cà kheo. Cho tới bữa nay tôi mới biết thêm một bí mật nữa, có một loài chim tên là cà kheo đây nè. Hai cái giò nó dài thòn lòn luôn. Còn cái rau tôi mới chỉ, tôi cũng không nhớ nó là rau gì nữa. Nhưng mà chỉ nhớ là khi mà xào lên ăn, tôi nói nó ngậy thôi rồi. Sukana cho mấy anh em chúng tôi là bữa nay chỉ có thể vô được một đoạn ngắn thế này thôi là phải quay đầu đi ra rồi, nên thôi quay xe đi về dưới Cần Thơ chơi. Về Cần Thơ tôi cũng ở Victoria Resort luôn nha. Về cái thiết kế giá cả với đồ ăn thức uống phục vụ là nó cũng xem nhau. Nghĩa là đây một đêm xong rồi sáng ra đi chờ nổi cái răng xong rồi về Sài Gòn lại.